Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng có tên là Crypto Galaxy nhận 30 token GLX nè. Các bạn này, con này gấu hay gì? Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video Matram Start Chatbot nào bạn. Rồi các bạn lướt xa để đi tiếp nè. 106, 172. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller các bạn. Rồi con này gấu hai các bạn, mình vô một đã làm rồi các bạn. Rồi tiếp tục follow Twitter và Binbot nè. Like nè, tweet nè. Rồi tiếp tục bạn mới up lên. Tiếp tục follow Facebook nè. Trên Facebook thì bạn bấm thích nghe không? Xuống đây các bạn chờ chút xíu, dự án này đang các bạn thích nè, các bạn chia sẻ công khai luôn nè. Rồi mới đáp lên nè, tiếp tục follow Instagram nè. Trên Instagram này các bạn theo dõi các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên nè, tiếp tục subscribe kênh YouTube nữa nè. Kênh YouTube này mình đăng ký rồi à. Tiếp tục subscribe YouTube, like and share nè. Bài nào đó ta? Bài này các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ lên Twitter luôn các bạn, tweet luôn nè. Sau đó bạn đăng test nè. Rồi tiếp tục bắt up lên nè. Tuy nhiên không ta? Join kênh Telegram đó nè. Rồi bạn submit detail. Rồi xong đầu tiên các bạn địa chỉ email của bạn vào nè. Mình support nè. Sau đó gửi username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Sau đó submit you profile lên Facebook nữa. Thì bạn mở Facebook của ta Facebook Instagram đây nè các bạn. Bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi trên Facebook thì các bạn nhấp vào cảnh avatar của mình nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba cảnh cùng nè. Bạn sẽ chép liên kết nè. Hai app với Úc mà bị phá hết nè. Ra ngoài gửi không được. Gửi cho bot nè. Tiếp tục gửi đường link Instagram nè. Ơi lâu vậy. Trên Instagram bạn nhấp vào avatar của mình nè các bạn. Rồi bạn nhắm cho ba cách cùng nè. Bạn sao chép lên điện Instagram mình nè. Rồi lại support nè. Sau đó submit đường link profile link Facebook của mình nè. Thì các bạn mở YouTube mình ra nha các bạn. Trên YouTube các bạn nhắm vào anh avatar của mình nè. Nhắm vào kênh của bạn nè. Nhắm vào ba cách cùng nè. Nhắm vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép đường link liên kết nha bạn. Rồi sau đó gọi lại support nè. Sau đó bấm Z nè. Submit you got media link YouTube and sell. Thì các bạn mở Twitter của các bạn ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn mà đã sell video của nó nè. Để lại cho bot. Sau đó các bạn xôn xào. Hỏi có follow không thì bạn kiểm tra nè các bạn. Đã follow rồi thì bấm Z nè. Sau đó nó hỏi có join kênh Telegram không, bấm Z nè. Sau đó các bạn gọi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên chiếc chocolate của mình nè các bạn. Đây là cho bot nè. Sau đó các bạn join xào kênh ai gấp support của mình. Mình đã join rồi thì bạn nhấp vào complete để drop nè. Nhấp vào balance để check số cộng vô. Ok, mình đã nhận được 30 token GLX. Bạn gì lên ghép chia sẻ chung bè những thân được kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.